Các bạn thân mến, hôm nay mình và các bạn cùng sửa TV Samsung, TV đời cũ, sử dụng màn hình CRT nha các bạn. Hiện tượng là khi cắm nguồn vào thì TV có một làn sáng trắng ngang giữa màn hình nha các bạn. Phần trên và phần dưới đều tối đen nha các bạn, chỉ có một cái làn sáng trắng cũng gần đây thôi các bạn. Cái đời cũng gần đây thôi, cái đèn hình của nó ngắn hơn so với cái đèn đời cũ nha các bạn. Người ta còn hay gọi là TV đít lép đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái ruột ra cho các bạn xem nha. Kéo cái vỉ mạch ra. Đây là phần nguồn nha các bạn. Đây là phần playback, hay là phần, gọi là phần cao áp đó các bạn. Để nó tạo ra cao áp, nó đốt cái bóng đèn các bạn, thành cái bóng đèn sáng. Rồi, mé bên tay phải cái miếng nhôm giải nhiệt là phần tiếng nha các bạn. Còn phần miếng nhôm giải nhiệt bên mé tay trái ngay giữa các bạn là phần công suất dọc nha các bạn. Đó, đây là phần công suất dọc. Đó, nghĩa là phần công suất này nó sẽ theo cái đường dây này. Đó, lên cái cuộn dây đồng này nè các bạn. Đó, cuộn dây đồng trên và cuộn dây đồng dưới. Cuộn dây đồng này nó sẽ tạo ra từ trường, nó sẽ làm cho cái tia sáng quét lên quét xuống đó các bạn. Bây giờ cái tia sáng nó không quét lên quét xuống, thành ra nó đứng có một lằn ngang ở giữa là nó bị hư cái phần công suất quét dọc này nè các bạn. Thì mình để sửa cái phần công suất dọc này các bạn, thì mình phải đo cái nguồn nuôi của nó. Cái nguồn nuôi của công suất dọc này là nó lấy từ cái playback, cái cao áp này ra nha các bạn, chứ không phải lấy từ nguồn chính đâu nha. Nguồn lấy từ cao áp sẽ qua con diode nó nắn và nó lập qua cái tụ này nha các bạn. Nguồn nó nguồn cộng trừ và nó nuôi cái phần công suất dọc. Và đây là cái mạch in mé dưới nha các bạn. Và đây là phần nguồn này các bạn. Cái phần trong viền đen là phần nguồn. Và đây là phần ra, phần thứ cấp đó, phần nguồn ra các bạn. Đây là nguồn 115V cấp cho cái phần sò ngang, phần cao áp các bạn. Còn đây là nguồn 6V và 15V. Cái nguồn 6V này các bạn, nó sẽ qua hai cái con IC ổn áp, là ổn áp ra 3/3 và con ổn áp ra 6V để nuôi con IC vi xử lý và giải mã hình ảnh này các bạn. Là con IC nhớ nè các bạn, nằm ở đây. Còn đây là con IC dọc, IC công suất dọc hồi nãy nét trên mình đã chỉ các bạn đó. Đó, là nhiệm vụ đó là để tạo ra công suất dọc từ trường nó quét cái tia cho nó bung ra các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái nguồn điện nuôi cho cái con IC này nha các bạn. IC này ba cái nguồn nó vô ba cái chân này nha các bạn. Nguồn nó từ lấy bắt cao áp đó các bạn. Đó, bây giờ em vô ba cái chân bên này. Bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ mình đo nha các bạn. Đồng hồ các bạn bật thang DC 50 nha các bạn. Thử ở đây nó tới 15V. Các bạn kẹp cái que đen vào cái dây mát của ràng đèn hình đó các bạn. Đó, que đen các bạn kẹp mát. Rồi, bây giờ mình sẽ mở TV lên nha các bạn. Rồi mình ấn nút nguồn để mở lên. Sẽ bỏ cái đồng hồ lên cao cho dễ nhìn nha các bạn. Đây là ba cái chân của con IC đó các bạn. Hai chân bìa này là do nguồn cộng 15V nè các bạn. Đó,
đó, có 15V này các bạn. Rồi cái chân bìa bên đây cũng 15V cộng luôn nha các bạn. Đó cũng có luôn. Rồi cái chân giữa là chân điện trừ nha các bạn. Đó, khi bắt đầu các bạn đo cho chân giữa thì cái kim đồng hồ nó sẽ ngược về. Cho nên giờ các bạn muốn đo thì các bạn phải đổi kim. Các bạn sẽ kẹp cái cây que đỏ vào mát. Rồi các bạn lấy cái que đen các bạn đo ở cái chân giữa vì nó là điện trừ nha các bạn. Đó, các bạn đo vào chân giữa thì nó lên trừ 15V đó các bạn. Và như vậy là cái nguồn mình đo là đủ nha các bạn. Cái nguồn nuôi cái IC công suất dọc này là đủ rồi các bạn. Tiếp theo mình sẽ đo cái đường ra của cái IC ra cái cuộn dây đó các bạn. Đó, hai đầu dây lên cuộn dây đồng các bạn. Là không có điện nha các bạn. Là đường từ con IC ra công suất dọc nó xuất ra cái cuộn dây đồng là không có điện. Vậy là con IC này đã bị hư nha các bạn. Đây là con IC công suất dọc này các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ nó ra nha các bạn. Rồi mình xác định là nó đã hư con IC công suất dọc. Rồi bây giờ mình nắp xuống và mình sẽ dùng mở hàng và cái đồ hút chì các bạn. Đây là cái đồ hút chì này. Các bạn sẽ hút con IC này ra, hút cái chân chì cho nó trống ra. Con IC mình gỡ ra đây nè các bạn. Đây là con IC công suất dọc. Con IC này số của nó là LA78045. Và đây là con IC mới nè các bạn, cũng là 78045. Bây giờ mình sẽ ráp cái con IC mới này vào nha các bạn. À, các bạn lấy dao các bạn cạo cái phần keo giải nhiệt các bạn để nó khô rồi mình ra mình phải cạo cho nó sạch. À, cạo xong các bạn lấy miếng bông gòn các bạn lau cho sạch đi nha các bạn. Thank you.
theo mình sẽ dùng keo giải nhiệt đó các bạn. Mình chét vào con IC để cho nó giải nhiệt được tốt. Thì con IC 78045 này nó rất là nóng. Rồi bây giờ mình quặn ốc lại. Và bây giờ mình sẽ gắn cái con IC này vào mạch nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ hàn con IC này nè các bạn. Các bạn chấm phải cẩn thận nha, không có để nó đụng chân nhau. Cái chân này nó cũng thưa lắm các bạn, cũng rất là dễ hàn. Nên các bạn cứ từ từ chấm là sẽ được. Khi hàn xong các bạn dùng miếng xăng thơm các bạn rửa cho nó sạch nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vào thử nha các bạn. Rồi lên rồi các bạn, như vậy là IC công suất dọc đã chạy rồi các bạn. À, này đang ở chế độ TV thường đó các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ AV thử nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho tín hiệu vào thử. Rồi, đã có hình rồi các bạn. TV đời này thì mình quay camera nó hơi rung rung chớp chớp tí nha các bạn. Hình ảnh cũng rất là đẹp các bạn. Cái TV này thì bây giờ người ta cũng ít xài, mà các bạn đi sửa thì nhiều tiền quá đôi khi người ta cũng không sửa. Nếu mà các bạn gặp cái van này thì các bạn sửa theo mình thì giá thành rất là rẻ. Cô ráng ở đây coi chừng cửa tiệm chúng tôi một thời gian để giữ khách đi. Đợi khi nào tôi học xong rồi mình tính tiếp. Thôi, như vậy chán không? Thầy là thầy cho con
con thôi, mình trở thầy cho luôn đi. Ủa tới đó thằng Thú Hinh nó phân tâm làm sao nó học nghề được. Còn mỗi một ngày hả? Thầy cho điều kiện khác. Đây là con đi xe này mình đã thay con xuất chợt này các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Sao là vậy? Mấy bữa trước chào các bạn. Hôm nay thì không thấy người nào hết. Chỗ này người khách càng ngày càng ít đi. Chắc chắn là có lý do gì.